Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-40%, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm hơn với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%, trong đó Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, phía Nam từ 33-36 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, chỉ số UV duy trì ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-37 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.